Kính chào các đại ca, trong quá trình anh em mình làm môi giới sẽ có những lúc mình gặp tình huống là mình giới thiệu cho khách hàng một căn rất là ngon, mình thấy là nó là đẹp nhất rồi, là rẻ nhất rồi, thế mà chả hiểu cái khách là ngáo ngáo nó không mua anh em ạ. À, mình nói gãy lưỡi nó không mua, nó vẫn chết là đắt, vẫn chết là xấu. Và trong vụ thì cứ chửi thầm mà trên thân trai thằng này là bị thần kinh nhỉ. À, mẹ đúng là thằng điên, đúng là thằng ngu, à, thế mà không mua. À, thực tế thì có những lúc thì chưa biết ai là thằng ngu, có những lúc thì mình là thằng ngu, bởi vì có những cái điểm mà khách hàng họ đi xem nhiều, họ có kinh nghiệm, họ biết rằng còn những có những căn ngon hơn nên họ không mua. Nhưng mình thì mình không biết rằng có căn ngon hơn, mình cứ tưởng đấy là ngon nhất thì mình chửi nó, nhưng thực ra thì mình là thế nào là ngu đấy. Thế có những tình huống thứ hai là gì, là đây rõ ràng là căn ngon rồi nhưng vì khách hàng họ chưa đi xem nhiều, họ không có kinh nghiệm và họ không có thông tin để so sánh, họ cứ nghĩ rằng là ví dụ 3 tỷ của họ phải mua được căn đẹp hơn. Họ nghe đâu đó ai đó có mua một căn 3 tỷ nhưng đẹp hơn rất nhiều, rộng hơn rất nhiều, nên họ cứ kỳ vọng căn ngon hơn. Họ tin rằng tương lai sau này mấy hôm nữa họ sẽ gặp một căn ngon hơn, họ không quyết định mua. Đấy, thường có hai trường hợp sẽ xảy ra đó. Thế thì trường hợp thứ ba nữa là gì, là môi giới thì không biết trình bày, không biết được cái hay của cái bất động sản, không nói được cái hay của bất động sản. Giống như là mình đi tán gái chẳng hạn, thế mà gái bây giờ nó đậy hết từ đầu đến chân, nó trùm kín mặt ra, mặc dù em rất là ngon, xôi rất là to, nhưng mà hàng đẹp chẳng hạn, nhưng mà quần áo bảo che cái gì, áo bảo hộ, áo chống nắng kín hết từ đầu đến chân, nhìn thấy cái gì đâu mà biết ngon hay không ngon. Đấy, mặt thì toàn khẩu trang, kính thì đen xì, trên đầu đội mũ kín mít, nhìn trông như ninja rùa, giống như kiểu ở bên Afghanistan ấy, thì biết thế nào là xinh là xấu. Đấy, thế thì bất động sản thì nhiều đại ca là không biết được đâu là bất động sản đẹp, bất động xấu, nên là không nói được, không trình làng được, nên khách họ cũng chả thấy gì đẹp cả. Đấy, có những cái điểm lợi thế, ví dụ như là sắp gạch ra mặt đường đấy, chẳng hạn, hoặc là ví dụ là nhà bên này thì bên cạnh là ông thủ tướng chẳng hạn, ví dụ thế. Thế rồi chả sướng quá thì mua ngay đi còn gì nữa. Thế nhưng mà không biết cái điều đó để không tư vấn, và khách hàng cũng không biết được cái hay nên khách hàng cũng không mua. Thì có ba tình huống là như vậy. Thế thì câu chuyện ở đây là ý tôi muốn chia sẻ với anh em là sẽ có lúc mình thấy căn rất là ngon nhưng khách hàng không mua, thì chuyện đó thì chúng ta phải xác định rằng đấy là điều bình thường, đấy là điều bình thường. Rất nhiều anh em sau khi rất là kỳ vọng cái căn bất động sản này mình đưa cho khách và kỳ vọng là khách sẽ xem, nhưng mà khi khách hàng chê bai thế này thế kia để chúng ta, dẫn đến tình trạng là chúng ta mất tinh thần, chúng ta chán nản, chúng ta mất đi sự hưng phấn và mất đi vào niềm tin rằng là cái căn của mình sẽ là bán được. Câu chuyện này thì cá nhân tôi cũng đã gặp rồi. Có những căn tôi rất là ngon, nhưng sau khi được khoảng 2 khách chê cho khoảng 2 câu, tự nhiên là cụt cả hứng anh em ạ, mất cả cảm hứng luôn. Thế nhưng câu chuyện ở đây là, nhưng mà tôi lại may mắn là thường là tôi đánh giá những bất động sản ngon ấy, thì tôi đánh giá khá là chính xác. Sau khi một vài lần khi đưa khách hàng chê có cụt hứng, nhưng sau này tôi lại bán được, và sau đó thì tôi lại còn thấy nhiều căn khác xấu hơn mà vẫn bán được. Thì từ đó thì tôi mới rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân mình rằng hãy tự tin vào chính bản thân mình. Cho dù khách không mua thì chúng ta phải hiểu rằng là có thể rằng khách họ không có cái kiến thức, không đủ thông tin để họ so sánh, họ không quyết định mua. Hoặc thứ hai là họ kỳ vọng một cái sản phẩm khác nhưng mà họ lại đi tìm cái sản phẩm kiểu này. Ví dụ như họ thích một cái mặt bằng rộng rãi, đáng ra phù hợp với họ là chung cư, nhưng họ lại đi tìm nhà mặt đất nên sẽ không thể có căn phù hợp với họ được. Ví dụ như vậy thì chúng ta... hoặc là có những khách hàng họ cố tình dìm giá, chê ỏng chê eo, họ không thích lắm đâu nhưng họ chê để họ lấy lý do họ rút lui, họ không mua vì họ bảo là bây giờ chẳng nhẽ là rất là mình nhiệt tình mình đưa họ đi, họ bảo họ không muốn mua thì họ phải có lý do để họ trình bày và họ phải chê cái này chê cái kia. Và nếu như một môi giới không có cái sự tỉnh giác, không có sự điềm đạm, không có kiến thức sâu và không có cái sự tự tin vào chính bản thân mình thì dẫn đến cái hậu quả là có khi chính mình cũng sẽ nghi ngờ là cái căn này khó bán, căn này xấu, không hợp lý, đắt, không bán được chẳng hạn, và mình mất đi một cơ hội cho chính mình. Lời khuyên chốt lại là nếu như các bạn thấy rằng căn nào là đẹp thì hãy mạnh dạn, hãy quyết tâm và kiên trì để tìm khách, đẩy khách vào đó. Và kinh nghiệm của bản thân tôi, tất cả những căn mà tôi thấy rằng nó hợp lý, cho dù ai có chê đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn luôn coi nó là đẹp, tôi luôn tin vào nó. Thì có những lúc tôi sai, nhưng xin thưa các đại ca là tỷ lệ của tôi như thế này, những cái căn nào mà tôi tin rằng bán được nhá, thì 10 căn
nhá, thì tôi sẽ phải bán được 9 căn. Ý ở đây không phải là chắc chắn tôi bán được, mà là những căn đó sẽ bán được. Có thể không phải là tôi bán, mà người khác bán hoặc chủ nhà họ tự bán. Nên cái câu chuyện ở đây muốn dành cho anh em môi giới là nếu như các bạn thấy rằng một căn nào hợp lý thì hãy luôn luôn giữ vững niềm tin rằng căn đấy ngon, hợp lý, xứng đáng để mua, để các bạn truyền tải cái niềm tin, truyền tải cái năng lượng đó cho khách hàng của mình, và các bạn sẽ bán thành công bằng cái niềm tin, bằng cái sự khẳng định đó của bạn. Còn nếu như ai đó nó chê thì việc của họ là chê, kệ họ, coi như là đến khách hàng khác và cái sản phẩm này chưa có duyên với bạn, nó sẽ dành cho một người khác hợp duyên hơn. Đấy, anh em nhớ là luôn luôn giữ vững niềm tin, giữ vững niềm khát khao, niềm đam mê đối với cái bất động sản mình đang bán, cho dù ai có chê thì mặc kệ người ta nhá. Thì có thể là mình sẽ sai, nhưng nếu như mình giữ được điều đó, mình kiên định được cái điều đó, thì cơ hội của bạn bán sẽ cao hơn gấp 10 lần so với việc bạn vừa bán vừa lo lắng vừa lung lay. Không phải 10 lần, tôi nghĩ là khi hàng trăm lần nhá. Lời khuyên cho anh chị em là như vậy, hãy kiên định với sản phẩm của mình, hãy giống như là mình yêu người yêu của mình ấy. Thằng nào chê xấu thì kệ mẹ nó nhá. Mình mà chán, mình ôm mình thấy phê, mình đầm tay mình chán mình thấy ngon thì cứ yêu đi nhá. Chúng nó có được chán đâu mà chúng nó biết. Mình chán rồi mình thấy ngon thì mình phải yêu, mình phải giữ chứ. Chẳng nhẽ đứa nào nó chê xong rồi mình rõ ràng mình chán ngon mà mình lại bảo là nó lại bảo không ngon thì kệ cha nó nhá. Thế quay trở lại ở đây là chúc cho các đại ca hãy giữ được sự kiên định, giữ được sự tỉnh giác, trí tuệ để làm sao để mình tin tưởng sản phẩm, kiên trì bán cái sản phẩm của mình, lúc đó thì cơ hội thành công chúng ta sẽ nhiều hơn. Chúc cho đại ca thành công với nghề môi giới.